Chào mừng quý vị và đã quay trở lại với LCK Holic, một chương trình điểm lại những diễn biến đã qua trong một tuần thi đấu của LCK. Và ngày hôm nay là LCK Holic số thứ 9, khi mà chúng ta sẽ điểm lại những diễn biến ở trong tuần thi đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng của LCK mùa giải mùa xuân 2022. Và khách mời quen thuộc của chúng ta, biên tập viên Văn Tùng. Vâng, xin được kính chào những khán giả thân mến của LCK tiếng Việt và rất vui khi được đồng hành với bạn trong số cuối cùng của giai đoạn vòng bảng, cái số LCK Holic này, một số mà chúng ta cũng sẽ chuẩn bị những cái dự đoán, những cái toan tính cho cái giai đoạn vòng playoff nữa. Trước khi đến với giai đoạn playoff thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về cái tuần thi đấu thứ 9, tuần thi đấu mà cũng có rất là nhiều điều để nói, một tuần thi đấu mà rất nhiều kỷ lục bị sô đổ, và trong số đó đó là bên phía của T1 khi mà họ đã hoàn thành một cái giai đoạn vòng bảng bất bại của họ. Và chúng ta cùng đến ngay với tấm hình đầu tiên với phong độ cực kỳ chói sáng đến từ Just nói riêng và tập thể của T1 nói chung, đã giúp cho T1 hoàn thành chuỗi trận bất bại của mình và con số đó đã lên đến là team 18 rồi. Và câu hỏi đầu tiên thì Văn Tùng cảm nhận như thế nào về phong độ của cá nhân Just ở trong tuần thi đấu vừa qua, và đặc biệt là trong cái đấu với DragonX và toàn bộ tập thể bên phía của T1? Tôi nghĩ rằng hiện tại phong độ của Just đang ở một trạng thái rất tốt. So với đầu mùa mà anh ta thi đấu á, thì bây giờ anh ta đã thể hiện một cái khả năng đánh tiến bộ và tự tin rất là nhiều. Ở trong cặp trận gần nhất gặp các thành viên phía Randex thì các bạn thấy là ở bên phía đội 1 thì họ tự tin first pick dây và blind pick con dây đó đánh mọi kèo dành cho Just khu vực trên. Ở ván đấu thứ hai khi được quyền counter pick và khi được đồng đội counter pick cho một cái Irelia cộng Ena thì anh ta cũng xử lý rất là ghê. Nó cho thấy được cái bể tướng hiện tại của Just khu vực đường trên rất rộng, và kỹ năng cá nhân cũng như là cái sự tự tin của anh ta đang là rất cao. Và đó cũng là một trong số những cái lý do mà hiện tại T1 đang có được một cái thành tích tốt đến như vậy. Không ít những ván đấu cánh dưới của họ không có lợi thế và bắt buộc phải dùng lợi thế cánh trên, thì lúc đó là Just tỏa sáng và mang lại những chiến thắng cho phía T1. Tôi cũng đồng ý ý kiến của Văn Tùng khi mà có cảm nhận rằng là Just ở thời điểm hiện tại cũng như là tập thể bên phía của T1 nói chung đang có một cái phong độ rất là cao, và họ thực sự có một cái lineup mà nó quá chất lượng, có quá nhiều carry ở trong phần đội hình bên phía của T1. Ai cũng có thể đứng ra và lãnh trách nhiệm carry ở thời điểm hiện tại của T1, và nó khiến cho cái màn bất bại của họ đã được kéo dài ra con số là 18 trận rồi. Thì chúng ta hãy nói rất là nhiều về cái điểm mạnh của T1 ở trong cái giai đoạn gần đây rồi, thì tôi đang rất là thắc mắc với việc là ở thời điểm hiện tại thì liệu các đội ở LCK ở thời điểm hiện tại có cái cách gì để đánh bại T1 hay không, hay nói chính xác ra là điểm yếu của T1 ở thời điểm hiện tại theo Văn Tùng là gì? Tôi nghĩ rằng hiện tại để mà tìm ra một điểm yếu nào đó thực sự của T1 thì không nhiều. Họ mạnh ở nhiều các cái khía cạnh khác nhau trong xuyên suốt và ván đấu. Đầu trận thì họ đang sở hữu những cá nhân có khả năng đi đường tốt nhất tại LCK rồi. Đặc biệt là đường dưới của họ đang là bộ đôi có khả năng đánh tấn công đường dưới cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả, với nhiều những cặp đôi đường dưới khác nhau được họ mang ra tại mùa giải này, và họ vẫn rất là thành công. Trong khi đó thì đến dạng giữa trận, họ cũng lại là đội có khả năng di chuyển macro giữa trận cực kỳ thông minh. Và cái cách mà họ di chuyển đồng 5 thành viên cùng với nhau, cái cách mà họ macro với nhau, nó cho thấy họ đang là một tập thể rất gắn kết và biết những người đồng đội đang làm gì và mình cần phải làm gì trong một trường hợp mà đối phương di chuyển trước. Họ rất nhanh trong việc phản ứng và đưa ra các quyết định. Trong khi đó thì đánh về giao tranh tổng, thì ở FCK bây giờ T1 cũng đang là top team về khả năng giao tranh tổng rồi. Tức là những cái yếu tố giúp cho phía T1 mạnh thì họ mạnh xuyên suốt cả ván thi đấu, và để đánh vào một cái giai đoạn cụ thể nào đó của họ không dễ. Có những đội tuyển có thể hơn họ được một chút dạng đi đường, nhưng đến macro thì lại thua. Có những đội thắng đường hơn macro một chút dạng giữa trận có lợi thế, thì đến khâu team fight thì họ lại thua. Và thực sự để mà tìm ra một đội tuyển nào đó đủ mạnh để có thể toàn thắng T1 những cái yếu tố trên, thì chắc là chỉ còn một Gen Z mạnh nhất có thể thì chúng ta mới có thể có được cái câu trả lời mà thôi. Còn thời điểm hiện tại thì chưa có đội nào có thể làm được điều đó cả. Vậy là theo như Văn Tùng thì chỉ có thể là đội tuyển có đủ sức mạnh thì mới có thể đánh bại được T1 ở thời điểm hiện tại mà thôi, chứ còn bây giờ mà để kể ra một cái điểm yếu nào đó mà các đối thủ của T1 ở LCK có thể vin vào và có thể không đục sâu vào thì nó hầu như là không có. Thực ra thì tôi cũng đồng ý với ý kiến Văn Tùng, nhưng mà rõ ràng là đây là một cái thế hệ T1, mà đây là một cái lứa tuyển thủ T1 mà nó rất là tài năng, và họ có thật sự là có quá nhiều những cái nhân tố đặc biệt và những nhân tố đột biến ở trong cái phần đội hình của họ. Và với cái kỷ lục của T1 vừa đạt được thì họ đã là đội đầu tiên của LCK có được thành tích bất bại ở trong giai đoạn vòng bảng, một cái thành tích mà cực kỳ là vô thiên khoáng hậu. Và tôi nghĩ rằng còn rất lâu nữa về sau mới có một cái đội mà có thể đạt được cái thứ mà T1 họ làm được ở trong mùa giải mùa xuân năm nay. Thì chốt sổ với tấm ảnh này thì dự đoán của Văn Tùng về cái việc là cái chuỗi thắng của T1 nó sẽ kéo dài đến bao lâu, 19 hay 20? Tôi nghĩ sẽ là 20. Tôi có một niềm tin tuyệt đối rằng T1 sẽ là T20 tại mùa giải này.
Vì vậy có vẻ như là rất là giống với lại anh Lu. Tôi cũng hỏi anh Lu câu tương tự ở trong cái LCK Holic số thứ 8, và thậm chí cái lúc đó thì T1 họ chỉ mới chỉ là T16 thôi, nhưng mà anh Lu rất là chắc cú là T18 thì chắc chắn rồi, còn nó sẽ là T20 rõ ràng rồi. Và bản thân của tôi cũng như là bên phía của T1 họ cũng sẽ có những cái hướng đi lâu dài. Chắc chắn đây sẽ chỉ là khởi đầu mà thôi, T18 sẽ chỉ là khởi đầu để họ hướng tới những cái tham vọng của mình ở trong mùa giải mùa xuân năm nay, cũng như là các giải đấu lớn trên toàn thế giới ở trong năm 2022 khi mà họ là nhà vô địch của LCK. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn đó là tấm hình đầu tiên trong ngày hôm nay với cái kỷ lục của T1, và chúng ta hãy ngay lập tức đến với tấm hình thứ hai trong ngày hôm nay với một câu chuyện khác cũng rất thú vị, với Ferris Bueller tự quyết định số phận của mình với việc đảo bại Damwonkia với tỷ số là 2-0, cực kỳ áp đảo nha. Đó là một kèo đấu rất áp đảo mà Bryon họ có được trước nhà đương kim vô địch. Thì cảm nhận đầu tiên của Văn Tùng là như thế nào với Bryon ở trong trận thi đấu vừa qua? Cảm nhận của tôi sau khi chứng kiến cái trận đấu mà Bryon thắng 2-0 trước Damwonkia là một sự tiếc nuối, bởi vì nếu như họ không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà đánh được trận với T1 với Genji thì chúng ta đã có thêm những cặp trận khác rất đáng xem ở tại LCK mùa này rồi. Tuy nhiên điều đó đã không được diễn ra khi Fred Bell Challenger bắt buộc phải đánh thay trong cặp trận gặp T1, rồi chưa kể trận gặp Genji thì họ lại bị xử thua với tỷ số 0-2 nữa. Rất đáng tiếc, thực sự là rất đáng tiếc. Tôi đang muốn trông chờ xem là liệu rằng một Fred Bell ở trạng thái tốt nhất thì họ sẽ đánh đến đâu với những đội tuyển đang đứng đầu và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Nhưng dù sao thì họ cũng đã có quyền tự quyết rồi, họ đã tự quyết số phận của mình bằng chiến thắng 2-0 trước Damwonkia và tự ghi tên mình vào cái giai đoạn vòng playoff sắp tới. Thì đây cũng sẽ là một đội tuyển rất đáng trông chờ ở cặp BO5 sắp tới đây với các thành viên phía của Damwonkia. Thực ra thì tôi nghĩ rằng nó vừa là một cái điểm mà nó đáng tiếc dành cho bên phía của Fred Bion khi mà họ thua cái trận tiebreak với lại KDF, nhưng mà nó tự nhiên lại thành một cái điểm mà họ cũng có thể vin vào là họ vừa thắng DK 2-0 xong và hoàn toàn tự tin ở trong cái kèo đấu BO5 sắp tới. Nhưng mà đó là cái tấm hình tiếp theo chúng ta sẽ nói sau. Còn cái trường hợp của bên phía của Fred Bion thì đây thực sự là một đội tuyển rất là đặc biệt, khi mà nó có một cái aura mà tôi hay gọi với giống như kiểu là Weibo Gaming ở bên phía của FPL ấy, đó là cân kèo với một đối thủ. Họ có thể đánh ngang phân với lại những cái đội top trên như T1, như DK, như Gen Z Esports, và thậm chí là họ có thể hủy diệt DK với tỷ số 2-0, nhưng mà thậm chí ngày hôm sau họ có thể bị một KDF đứng thứ 5 gần như là shutdown ngay lập tức. Và đây thực sự là một đội tuyển nó rất là đặc biệt, và nó có những cái nhân tố mà đấy như chúng ta thấy ở trên màn hình với một cái hình Superman của Morgan. Nói qua một chút về Morgan đi, thì ở trong toàn thi đấu vừa qua thì anh ta có những cái màn trình diễn rất là ấn tượng, đặc biệt là hai ván đấu trước Damwonkia anh ta hoàn toàn shut down hai con tướng của Budon bằng Akali, bằng Aatrox và Rayton. Đây thực sự là một cái nhân tố rất là đột biến đến từ bên phía của Budon khi mà anh ta có được một cái sự tiến bộ vượt bậc ở trong giải mùa xuân năm nay. Còn đó là cái ý kiến của tôi, còn Văn Tùng cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ rằng Morgan thời điểm này đã khác rất nhiều so với Morgan tại mùa hè năm ngoái rồi. Từ một người chơi chỉ đánh được mỗi con cơ mi khu đứng trên tại mùa hè năm ngoái, sau đó thì anh ta được thi đấu một mùa tại chung kết thế giới, rồi trở lại trong một mùa giải mà cũng không ai nghĩ là bên phía Freyron lại quyết định lựa chọn Morgan cộng với Shot là hai đứng trên của họ. Rồi cho tới ngày hôm nay khi mà họ ghi tên mình vào trận playoff, nó liên tục là những cái đà thăng tiến rất là tốt đến từ cá nhân của Morgan. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là điểm sáng dành cho bên phía Freyron ở tại cặp trận BO5 sắp tới khi mà đứng trên bên phía Damwonkia hiện tại đang không ổn. Cả Burdon lẫn Hoya đều không phải là những cá nhân thi đấu quá tốt tại khu đường trên. Và đó có thể sẽ là một đường mà bên phía của Fabian vin vào để có thể đục sâu trong cái chiến thuật của họ ở tại cặp trận BO5 sắp tới. Tuy nhiên phần còn lại của Fabian thì tôi đang cảm giác không ổn lắm. Đặc biệt là cái cặp trận gặp Quang Rung Freak mà đánh trận tiebreak, thì cái phần còn lại của Fabian thể hiện sự đuối hơn hẳn so với những màn trình diễn của Morgan tại khu đường trên. Và tôi đang hơi e ngại một chút dành cho Fabian ở cái cánh 4 người còn lại. Thật sự thì Bryon thì họ vẫn có những cái vấn đề của bản thân mình. Họ vẫn có những vấn đề ngoại trừ cái việc là Morgan anh ta đang tiến bộ từng ngày và anh ta có một khả năng đi đường rất là tốt. Chúng ta vẫn biết được cái phong cách chơi đấy từ Morgan là anh ta không phải là một người chơi đi đường mạnh ở trong năm 2021, và anh ta thường xuyên là dựa vào cái việc mà stick lại và giao tranh cùng đồng đội ở trong giai đoạn sau để có thể có được cho mình những cái ưu thế. Nhưng ở trong năm 2022 thì cái khả năng đi đường của Morgan đang thực sự rất là khác. Anh ta hoàn toàn là lột xác, phải dùng từ lột xác với cái trường hợp của Morgan ở thời điểm hiện tại. Và cái thành tích của anh ta tại xếp hạng đơn thì cũng rất là đặc biệt nha. Anh ta đã leo tới top 3 sẽ thay đấu hàn, một cái thành tích mà đúng là không phải tuyển thủ của LCK nào cũng có thể đạt được cái thành tích như ngài Morgan ở trong giai đoạn hiện tại của LCK. Đó là tấm hình thứ hai trong ngày hôm nay, và chúng ta hãy ngay lập tức đến với lại tấm hình thứ ba đi. Một tấm hình mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều điều để nói hơn với trận đấu
tái đấu đi giữa Damokia và Frepion ở trong vòng 1 của playoff, thì câu hỏi đầu tiên dành cho Văn Tùng là Văn Tùng cảm nhận thế nào và Văn Tùng nghĩ rằng là Bion họ có được cho mình những cái cơ hội hay không sau khi chứng kiến trận thắng 2-0 của họ trước bên phía của Damokia ở trong tuần thi đấu vừa rồi? Tôi nghĩ rằng cơ hội thì vẫn có dành cho bên phía của Frepion mà thôi. Trong một cặp BO5 thì có rất là nhiều cơ hội dành cho những đội tuyển như Frepion để họ có thể thể hiện được cái khả năng tạo đột biến với những cái chiến thuật dị, hoặc là biết đâu trong một ngày mà điểm rơi phong độ của họ tốt hơn so với DK thì họ hoàn toàn có thể làm được những gì họ đã làm tại trận đấu lượt về với Damokia. Tuy nhiên thì đánh giá cá nhân tôi thì tôi vẫn nghiêng về cho bên phía của DK hơn một chút. Họ là những cá nhân mà thực ra với Cannon và Showmaker đều là những người có kinh nghiệm chinh chiến BO5 rất là nhiều mùa rồi. Trong khi đó Frepion thì là những cái cá nhân mà ở những mùa giải trước họ cũng không có thành tích quá là tốt và còn tương đối thiếu kinh nghiệm đến từ cặp đôi đường dưới nữa, thì đây sẽ là một bất lợi rất là lớn cho bên phía của Frepion trong việc phải đụng độ cùng với những cái tên lão làng như Cannon hay là Showmaker. Và tôi nghĩ là trong những cặp trận BO5 như vậy thì cái kinh nghiệm thi đấu lâu năm nó lại là một trong số những yếu tố tác động khá mạnh đến với kết quả của cặp trận này. Nếu như đánh giá về tỷ số thì tôi xin dự đoán luôn cặp này có thể nó sẽ là kết thúc tầm 3-1 cho bên phía của DK. Như vậy là Văn Tùng dự đoán là Damokia sẽ là đội thắng ở trong cái trận đấu playoff đầu tiên của LCK mùa xuân năm nay với cuộc đụng độ giữa DK và Brion với tỷ số là 3-1 nghiêng về những nhà đương kim vô địch, và họ sẽ bước tiếp vào vòng 2. Còn chúng ta sẽ từ từ nói về cái vấn đề dự đoán đi, khi mà nói trước, nói qua một chút về cái meta ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang thực sự là xoay quanh cánh dưới rất là nhiều. Thì cặp đôi Hena và Delight đến từ bên phía của Frepion, chúng ta hãy cùng so sánh một vài những cái vị trí đến từ hai đội. Thì cặp Hena và Delight đến từ Brion sẽ đối đầu với lại bên phía của Damokia là Dokdam và Kelly. Thì ở trong cái kèo đấu BO3 vừa qua thì tôi có cảm nhận rằng là cái khả năng ghi đường đến từ bộ đôi bên phía của Frepion hoàn toàn không thua kém gì so với lại bên phía của DK, chính xác hơn là Dokdam và Kelly. Cái khả năng đi đường của bộ đôi Brion thực sự là rất là tốt, và đặc biệt ở vòng đấu thứ hai họ hoàn toàn là còn thắng đường nữa cơ. Họ có được những tình huống mở rất là tốt đến từ Delight, và bản thân của anh ta có được 100 điểm POG ở trong cái game đấu đó, và đây có thể sẽ là một cái điểm mà Damokia sẽ cần phải cẩn trọng. Nên nhớ rằng DK ở trong mùa giải này là một DK chúng ta nói là phụ thuộc vào cây niền là cái thứ nhất, và cái thứ hai là họ cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng thắng đường đến từ Dokdam và Kelly với những chất tướng như Ezreal, Karma hay thậm chí là cái cặp Kathleen và Lux. Ngoại trừ Gumayoshi và Kerea ra thì Dokdam và Kelly là một cái cặp đôi mà còn lại cũng rất ưa thích sử dụng những cái chất tướng và chất tướng đi đường mạnh như thế này để có thể có được áp lực sớm, giải phóng xạ thủ sớm. Thì đây cũng sẽ là một cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng tương đối là quan trọng mà DK cần phải lưu ý nếu như họ không kiểm soát tốt được Hena và Delight, và đặc biệt là xạ thủ Hena với những con bà nhà Phaelos hay thậm chí là cả Zing nữa, những con hyper carry rất sở trường của anh ta. Đây là một điểm mà Brion họ sẽ cực kỳ nguy hiểm ở cánh dưới. Hoàn toàn đồng ý, cái cánh dưới đang quyết định khá là nhiều thứ đối với cái meta hiện tại, và cái cặp đôi đường dưới bên nào thể hiện tốt hơn cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến với kết quả cặp trận này. Tất nhiên là Cannon thì anh ta cũng sẽ có được nhiều những cái con bài mà anh ta có thể mang ra, giống như kiểu là ngày hôm trước anh ta tự đánh một con Rave lên Tree of Hit. Tuy nhiên thì những con bài như vậy tôi nghĩ là trong một thời gian ngắn sẽ chuẩn bị không được nhiều, và đôi khi nó sẽ không đủ để bạn có thể giành chiến thắng trong một cặp BO5. Thì nó yêu cầu nhiều hơn ở bên phía Damokia là họ cần phải chuẩn bị kỹ cho bán pick như thế nào để có thể hướng tới lợi thế cho bộ đôi đường dưới của mình nữa. Bởi vì đường trên tôi nghĩ rằng sẽ hơi khó dành cho Budon hay là Hoya thời điểm này để có thể đánh thắng được anh chàng Morgan phía bên kia. Thì họ có lẽ sẽ phải win khá nhiều xuống khu cánh dưới, và cụ thể là cặp đôi Showmaker cộng với Cannon cần phải tạo đủ áp lực ở đầu trận để giúp cho Kaling Dokdam trong việc thắng đường. Bởi vì đánh thắng 2-2 đơn thuần thì tôi nghĩ rằng sẽ hơi khó để có thể có được lợi thế trước Hena và Delight phía bên kia, khi mà kỹ năng đến từ Hena Delight thì cũng là bộ đôi có khả năng đi đường cũng khá tốt, bởi vì họ đã thi đấu với nhau cũng khoảng thời gian khá dài rồi, thì cũng không dễ để bên phía của Frepion để thua khu vực đường này trước bên phía Damokia. Thì sự khác biệt ở đây sẽ đến từ cặp đôi có kinh nghiệm dày dặn nhất, đó là Showmaker cộng với Cannon. Thì trong khoảng thời gian vừa qua tôi nghĩ rằng cái khả năng đi đường Showmaker không phải là quá tệ. Tuy nhiên thì đến giữa trận anh ta đang đánh mất chính mình so với những mùa giải trước, khả năng tạo đột biến của anh ta rất là thấp, và những cái lỗi cá nhân của anh ta xuất hiện nhiều hơn, và nó khiến cho dàn giữa trận bên phía DK thường xuyên bị lủng ở cái khâu di chuyển, và cái khâu di chuyển teamfight và kiểm soát các mục tiêu. Thì nếu như DK kiểm soát tốt được cái khâu này và giúp đỡ cho bộ đôi đường dưới của mình nhiều một chút thì họ có thể có những cái cơ sở để giành chiến thắng trước Frepion. Còn bên phía Frepion thì những gì họ cần làm là ít nhất là đừng thua khu đường dưới, và lúc đó thì top lane sẽ tạo nên sự khác biệt ở những tình huống giao tranh giữa trận. Thực ra thì đấy là cái vấn đề của Showmaker, thì nó cũng là một cái vấn đề mà bên phía của Brion họ cũng đang gặp phải, đó là trường hợp của Lava.
Larva là một dạng midlander mà on farm rất là tốt. Anh ta có những cái vị tướng mà cho tới thời điểm hiện tại của LCK, các đội khi mà mỗi khi gặp Freybjorn vẫn phải cấm là con Corki. Là khi mà Larva anh ta sử dụng con bài này, nó thực sự rất là nguy hiểm bởi cái khả năng mà bám farm của anh ta. Anh ta có một cái lượng chỉ số quái vật và cái lượng farm trên food của anh ta gần như là không thua kém gì so với lại các midland hàng đầu của LCK ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là vị trí Chovy. Anh ta farm không thua gì Chovy cả. Và cho anh ta những cái vị tướng như Corki hay là Victor không được đứng giữa thì thực sự đây là một cái nhân tố rất là nguy hiểm đến từ Brion. Chỉ cần farm và đủ đồ thôi thì Larva là một trong những cái cỗ máy gây sát thương rất nguy hiểm đến từ Brion mà bên phía Dragon Care cần phải dè chừng. Nhưng có một cái yếu tố như này là Larva anh ta không giỏi trong việc tạo đột biến. Và những vị tướng dạng như kiểu Lập Lăng hay thậm chí là Ahri như trong ban đấu với Dragon Care nó không để lại quá nhiều ấn tượng ở trong giai đoạn mid game khi anh ta bị hỏi thăm rất là nhiều. Và bản thân của Larva với những cái con tướng này anh ta đánh cũng chưa ra được chất. Và đây là một cái điểm mà Dragon Care có thể bấu víu vào, và họ, tôi nghĩ là Showmaker anh ta cần phải tìm lại được bản ngã của mình. Anh ta cần phải lấy lại được những cái gì mà anh ta thể hiện ở trong năm 2020 và năm 2021 với những vị tướng tạo đột biến ở trong giai đoạn mid game như Lập Lăng hay là thậm chí là Ahri ở thời điểm hiện tại, để giúp cho phần nào đó cây niền anh ta bớt nặng gánh đi và có cái cảm nhận rằng khi mà cây niền anh ta bị cái sức ép là trận nào cũng phải gánh thì anh ta bị rơi vào cái trường hợp của con Gia Van, và trông mặt của cây niền trông rất buồn cười khi mà lắp vào cái con Gia Van này. Con Gia Van 700 sát thương ở trong trận đấu với Fred Vion, và tôi nghĩ rằng là chỉ cần cây niền anh ta không bị chốc và không bị kiểu ảnh hưởng về mặt tâm lý, anh ta gần như là cái trong cái kèo đấu thứ hai đó là anh ta tàng hình trong xuyên suốt tất cả khoảng thời gian của ván đấu, anh ta không thể hiện, anh ta không đóng góp được quá nhiều cho bên phía của Dabot Kia. Và khi mà cây niền anh ta hóa người bình thường thì đúng là địch cây thực sự rất tầm thường ở thời điểm hiện tại, và họ cần phải có được những cái sự quay trở lại. Cây niền cần phải chứng minh được bản thân thêm một lần nữa với 1600 điểm POG mà anh ta có được ở trong giải mùa xuân năm nay, và bản thân Showmaker cũng cần phải comeback, chứ nếu không để cho Morgan anh ta đánh những con tướng như Vlayton hay thậm chí là Aatrox ở trong khoảng thời gian gần đây thì Budon hơi khó thở ở đường trên. Thậm chí là các fan của LCK còn ghép tên của Morgan với con tướng Reacton để nó thành là Monacton nữa cơ. Một tấm hình rất thú vị. Chắc là chỉ có anh ta đánh hiệu quả nhất LCK thôi, còn các cái top lane khác thì họ không dùng con Reacton được hiệu quả như là Morgan. Và anh ta cảm giác anh ta rất là tự tin khi mỗi lần có Reacton anh ta bơi vào, và anh ta thể hiện cái khả năng chống chịu tiến trước cũng như là gây áp lực cho xạ thủ đối phương cực kỳ ấn tượng. Và đây có thể sẽ là con bài chiến thuật mà phía của Freybjorn chuẩn bị cho cặp trận build năm sắp tới. Nhưng mà tôi không nghĩ là DK họ để cho đi cho ngài đánh cá sấu. Nó sẽ là một lực cấm đến từ bên phía của Dragon Care, và đó là câu chuyện của tương lai khi mà DK sẽ đối đầu với Freybjorn, một kèo đấu rất hấp dẫn. Và các bạn đừng quên là ghé qua LCK tiếng Việt vào ngày thứ tư tuần này để có thể đón xem kèo đấu gọi là rất thú vị này đến từ vòng 1 của playoff LCK mùa xuân 2022. Và đó là tấm hình thứ 3 trong ngày hôm nay của LCK Holic số thứ 9, và chúng ta cùng ngay lập tức đến với tấm hình thứ 4 với kèo build 5 còn lại của giai đoạn playoff, cuộc đụng độ giữa hai xạ thủ có thể gọi là những cỗ máy gây sát thương ở thời điểm hiện tại của LCK. Dinh của Dev và Aphelios trong tay của Teddy với cuộc đọ sức giữa DragonX và KDF. Cá nhân tôi đánh giá đây là một cặp trận cân bằng hơn một chút so với cặp trận trước. Nếu như cặp trận trước tôi dự đoán 3-1 cho phía DK nhờ kinh nghiệm nhỉnh hơn thì cặp trận này tôi nghĩ rằng nó sẽ là 50-50. Thực sự sẽ rất là khó đoán. Mặc dù là DragonX là đội có cái màn trình diễn dạng vòng bảng ấn tượng hơn rất là nhiều so với Quantum Freak, bởi vì Quantum Freak họ trải qua một cái đoạn đầu mùa giải nó rất là tệ hại. Sau đó thì họ phải trở lại vào những cặp trận mà đối phương bị Covid-19. Tuy nhiên thì càng đánh về cuối thì họ càng thể hiện được cái điểm sáng của mình. Có thể là cánh dưới của họ, đây là một team cũng rất là giống Freybjorn. Tức là Kin đang là người thể hiện ổn nhất cho đội bên phía của Quantum Freak. Cái phần 4 người còn lại của họ đang gặp rất là nhiều những vấn đề. Tuy nhiên thì dạo gần đây họ đang cải thiện điều đó rất là tốt. Thứ nhất là Teddy vẫn là một xạ thủ có khả năng bám farm đi đường và giao tranh rất là ổn. Cái thứ hai là Fate đang có những chỉ số solo kill ở trong cái mùa giải này của anh ta rất là ấn tượng ở tại lượt về của LCK. Còn bên phía bên kia thì Dragonx vốn được biết tới như là một đội tuyển có khả năng đi đường rất khá ở tại LCK. Nếu như xét đi đường của Dragonx thì chắc là họ chỉ thua so với T1 cộng với Gen.G mà thôi. Họ thực sự là một đội tuyển có những cá nhân như là Zika, như là Dev, đặc biệt là trong một mùa giải mà Dev đang hồi xuân như vậy thì họ đã có một cái khả năng đi đường cực kỳ ghê, và đó cũng có thể sẽ là một rào cản lớn cho bên phía Quantum Freak ở trong cặp trận sắp tới. Hoàn toàn đồng ý với lại Văn Tùng khi mà Tùng nói rằng là trong cái kèo đấu này là một cái kèo đấu rất là cân bằng đến từ DragonX và KDF. Nó sẽ cân hơn một chút thôi, nhưng mà nếu mà nói về độ thú vị thì tôi tin chắc là kèo đấu Brion và Dabot Kia nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, và nó
nó tiềm nhận nhiều cái sự thú vị hơn so với lại DragonX và KDF. Đơn thuần ở đến từ bên phía của DragonX và KDF thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái màn đọ súng thôi, tới từ hai xạ thủ và cái cặp bot lane của bên nào làm tốt hơn và bên nào làm tốt hơn trong cái việc mà dồn tài nguyên cho xạ thủ thì bên đó sẽ có được ưu thế ở trong cái kèo đấu này, khi cả Teddy và cả Def nữa đều đang có được một cái phong độ tương đối là cao. Những cái chỉ số đi đường đến từ Def ở trong mùa giải 2022 mùa xuân này đã tốt hơn rất là nhiều so với anh ta năm 2021. Và bản thân Teddy cũng là tương tự như vậy, mặc dù thì người đi cùng đường của anh ta là Hoi, có những cái ván đấu mà anh ta cũng thực sự rất là chốc, mà anh ta không thể hiện được quá nhiều điều với những con tướng dạng mở thường xuyên được lựa chọn của mình. Nhưng đây sẽ là một game đấu mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ tương đối là cân bằng ở cánh dưới, và đây sẽ là một cái ván đấu mà botlane sẽ định đoạt rất là nhiều số phận của trận đấu. Thì chúng ta nói qua một chút đi, 2-2 thì có vẻ như là cân, nhưng nếu như có rừng thì sao? Rừng là cuộc đối đầu giữa Elim đến từ bên phía của KDF và Piosic. Hai người chơi thực ra cũng không có được những cái màn thể hiện quá là ấn tượng ở trong giải mùa xuân năm nay, và thậm chí là Elim còn là bị gán biệt danh tù trưởng cơ, một cái biệt danh mà nó cũng thực sự là không hay ho một chút nào cả ở trong cái mùa giải năm nay. Còn Piosic thì từ sau khi mà anh ta tỏa sáng ở trong mùa xuân 2020 thì cho tới thời điểm hiện tại là năm 2022 rồi, anh ta vẫn chưa thể nào quay trở lại được với cái bản ngã xưa cũ của mình, một người chơi đi rừng rất là bùng nổ và có những cái màn gánh kèo thực sự rất là kinh điển. Cá nhân tôi thì có phần nhìn hơn cho cái cánh trên bên phía của Quantum Freak một chút, với màn trình diễn gần đấy rất là tốt đến từ Kin so với Kingan. Kingan thì tại gặp trận gần nhất gặp T1 thì họ anh ta gần như bị hủy diệt bởi rớt khu đứng trên vậy. Còn Kin thì lại đang thể hiện cái bể tướng rất là đa dạng. Anh ta cũng giống như là Morgan trong đỉnh bên phía của Quantum Freak vậy. Tầm khoảng chừng 15 phút đầu khi mà Kin không tác động lên ván đấu, anh ta toàn là 1-1 khu đứng trên thì anh ta thắng được. Và cái cánh 4 người còn lại đánh 4-4 đứng dưới thì luôn luôn thua. Nhưng khi mà Kin xuất hiện trong những tình huống giao tranh ở đoạn giữa trận tại các cái mục tiêu như là rồng hay là sứ giả 2 trở đi thì Quantum Freak bỗng nhiên trở thành một Quantum Freak hoàn toàn khác với sự xuất hiện đến từ Kin. Và đây có lẽ sẽ là một trong số những nhân tố có thể tạo được rất là nhiều những bất ngờ trong các trận sắp tới đến từ bên phía của Quantum Freak, đặc biệt là khi anh ta cũng đang chấp nhận mở rộng những cái bể tướng trong meta hiện tại. Anh ta đánh được cả chống chịu lẫn carry đường trên, và đó có thể sẽ là một trong số những cái lợi điểm cho bên phía Quantum Freak trong việc áp lực xuống đường dưới, tức là có thể Def sẽ chịu nhiều áp lực hơn so với Teddy trong những tình huống giao tranh, vì áp lực từ Kin nó sẽ nhiều hơn áp lực đến từ Kingan khu đường trên chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt đến từ cả hai team có lẽ là một chút chút đến từ đường trên thôi. Còn cặp mid rừng của cả hai thì tôi có phần nhìn hơn một chút dành cho cặp mid rừng bên phía của không, tôi nghĩ là bên phía của ZK phải nhìn hơn so với Fate một chút. Dù sao thì Elim cộng với Fate thì thứ nhất đây là mùa họ đầu tiên họ làm việc với nhau, cái thứ hai nữa là hiện tại tôi cảm giác như Elim đang là một vị trí thi đấu tương đối yếu trong mắt xích của bên phía đội hình của Quantum Freak, và có thể là Piosic cộng với Zika sẽ có được cái khả năng đi đường trong khoảng thời gian ban đầu nó nhỉnh hơn một chút, xét về khả năng gank, khả năng tấn công hay là khả năng hỗ trợ hai đường cánh. Cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là trong cái khoảng thời gian khoảng 3 game đấu gần đây thì Fate đang comeback rất là mạnh. Anh ta có những cái vị tướng mà tạo đột biến rất là tốt, đặc biệt là con lập lăng của anh ta. Ở trong những cái game đấu gần đây, và đặc biệt là trong cái kèo đấu giữa Fabian và KDF là thực sự rất là áp lực với con lập lăng này. Khi mỗi khi, và anh ta đang rất là tự tin nha, mỗi khi mà đối phương không cấm lập lăng ở phase 1, anh ta sẵn sàng lựa chọn và anh ta kết hợp với một con tướng nào đó dạng sát thương vật lý của Elim, là Viego, Lee Sin và thậm chí là cả Hecarim nữa, để anh ta phối hợp với lập lăng. Và đây là một cái combo mà rất là nhiều đội tại LCK, và đặc biệt là T1, một đội sử dụng combo này gần như là hoàn hảo nhất. Mỗi khi mà Faker và Honor có được combo Lee Sin cộng lập lăng thì cái tỷ lệ thắng của T1 nó lại cao lên rất là nhiều. Và còn quay trở lại cái vấn đề của KDF thì Fate đang có một phong độ cực kỳ là cao ở trong cái khoảng thời gian gần đây, khoảng 3 game đấu gần đây, và đặc biệt là con tướng lập lăng này là một cái điểm rất quan trọng mà DragonX họ cần phải nhắm vào. Nên cấm nó luôn cũng được, hoặc thậm chí là để hỏng ra dành cho ZK. Tôi nghĩ là first pick đều rất là ok với lập lăng mà thôi. Và nhiều đội ở thời điểm hiện tại thì thường xuyên là first pick Lee Sin, để nếu như mà để hở ra cả lập lăng và Ahri thì có thể lựa chọn một là lập lăng, hai là Ahri. Đấy là những cái vấn đề về ban pick mà DragonX họ cần phải lưu ý với một cái phong độ đang khá là ổn, và tôi nghĩ rằng là nó cũng cần phải có những sự chú ý của Fate.
Hoàn toàn đồng ý. Cặp mid rừng của cả hai mặc dù không được đánh giá quá cao ở tại thời điểm này, tuy nhiên thì đó cũng sẽ là những cái nhân tố có thể tác động sang cái khu vực đường cánh, nơi mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ là những điều kiện thắng trực tiếp tại khu đường dưới, hoặc là cái kèo đấu khu đường trên nó cũng là kèo đó có thể tác động đến dạng giữa trận rất là mạnh giữa Kane cộng với Keegan. Nếu như đưa ra dự đoán nhanh trong cặp trận này, tôi vẫn có phần nhỉnh hơn cho phía Rannick một chút, và tôi nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Như vậy là Văn Tùng dự đoán là Redex sẽ chiến thắng với tỷ số là 3-2, còn cá nhân tôi thì tôi thích KDF hơn. Và tôi thích những cái màn thể hiện tới từ tập thể của KDF ở thời điểm hiện tại hơn, nó cũng có rất là nhiều sự thú vị. Và tôi sẽ dự đoán là KDF cũng sẽ chiến thắng 3-2 ở trong cái game đấu BO5 này. Đã bắt đầu có những cái sự khác biệt rồi. Cả quên mất cái dự đoán của đi tôi với Dabonkia và Brion, nó cũng khá là đồng tình với Tùng là 3-1 sẽ là chiến thắng dành cho những nhà đương kim vô địch Dabonkia, bởi vì tôi vẫn đang tin tưởng vào sự comeback của Showmaker để khiến cho giai đoạn playoff của chúng ta trở nên thú vị hơn. Và Kanean nữa, một nhân tố rất là quan trọng đến từ bên phía Dabonkia khi mà anh ta đạt được 1.600 điểm POG, một cái kỷ lục mà nó cũng rất là đặc biệt ở trong tuần thi đấu thứ 9, tuần thi đấu cuối cùng của LCK mùa xuân 2022. Và đó là tấm hình cuối cùng với LCK Holic số thứ 9, và rất cảm ơn quý vị bạn đã quan tâm theo dõi cùng với Văn Tùng trong cái tuần thi đấu cuối cùng của LCK. Và chúng ta đã điểm lại cũng rất là nhiều thứ, rất là nhiều điều đặc biệt, rất nhiều kỷ lục được xô đổ đến từ bên phía của T1 ở trong tuần thi đấu vừa qua. Và rất hy vọng quý vị và các bạn có thể đón chờ những diễn biến tiếp theo của LCK với giai đoạn playoff sắp tới. Còn bây giờ thì là lời chào và lời tạm biệt đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những diễn biến tiếp theo của LCK.